Dạ xin chào cô chú anh chị em gần xa đã quay lại với kênh mua bán bò kem buổi sáng hôm nay luôn nha anh chị. Bữa nay ngày 6 tháng 7 2022. Hôm nay thì em báo giá cho anh chị mình chính là một bộ mẹ con được kem và một cặp bò cái giữa bay đang chữa là bò ba bê hết nhau cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ quay máy về bộ mẹ con được kem đầu tiên cho chị mình coi ha. Em sẽ quay về con bò cái mẹ trước nha anh chị. Con bò cái mẹ này em kiểm tra thì sáng mặt kim chỉnh ha, Sáng lưng cũng kim chỉnh luôn, Mong đùi đất kỳ đuôi nó đều hoàn thiện nha anh chị. Hoa đen nha. Bò này thì rúng dày nha chị, rúng chèn bốn dấu đều ha. Còn dưới đây có nói dần chân sau nha chị, chân trước ha, móng sò hết nha anh chị. Bò này thì hai bên da nó thì lông da mướt mượt nha chị. Bò này thì có len ngay dần chân trái miếng nha của chỗ gì chị, có len nha. Đó, còn da nó thì da đỏ nha chị, cái đuôi lớn ngoài đang thui ha. Đó. Bò mẹ này thì xương sóc nó thì xương tàn nhau chị, xương cối nha, móng sò gọn gàng hết trước sau, yếm đầy đủ nhau chỗ chị. Con bò cái mẹ này thì bự xương, chiều cao thì em đo ngay sẽ lưng á thì nó cao là 1m28 bò anh chị, nó đứng gần tầng nhất cho anh chị mình ha, tại vì nó lớn xương lắm nhau chỗ anh chị. Con bò cái mẹ này thì nó là dòng bò xin nha chị, cái xin mẹ nha. Nó gom con là con đực kem lưới thứ ba nhiều chỗ anh chị. Con bò cái mẹ này thì anh chủ nhà có nói với em thì cách đây vài bữa thì nó đã lên giống rồi Mà anh chủ nhà kẹt công chuyện nên là chưa có bơm lại được nha cô chú gì Thì cái này anh chị mua về anh chị nuôi đó thì tầm khoảng là vài bữa thôi Thì nó sẽ lên giống lại được hai nha Thì anh chị mình bơm lại bò kem hay bò ba bê hay là các dòng bò khác đều được nha cô chú gì Chứ bò mẹ này thì đã lên giống rồi mà anh chủ nhà chưa có bơm nha Đó bò có sao thì em nói vậy cho anh chị mình yên tâm nha anh chị đó, thì cái bò mẹ con này thì nói chung làm kiểm tra rồi không có tật lỗi nha bò mẹ thì chỗ có lan miếng ngay chân bên trái thôi nhau chỗ gì đó à, bây giờ em sẽ quay về cái phần cái con bò đực kem nó cho cô chú chơi mình mình xem kỹ cái con bò đực kem nha anh chị con bò đực kem này thì theo quan sát kiểm tra của em thì sáng mặt nó nghiêm chỉnh nha anh chị sáng lưng cũng nghiêm chỉnh nha dài đòn mong đích cái đuôi nó đều hoàn thiện hết nha rốn kiếm nghiêm chỉnh ha chân cẳng trước sau nó thì cũng đứng thẳng hoàn thiện nha anh chị xương to giống mẹ ha móng sò trước sau gọn gàng nha anh con được kem này thì em lấy tước em đo ngay sẽ lưng thì chiều cao đó là một mét lẻ hai bò nha chị hiện tại cái con bò được kem này thì nó được 5 tháng nha không tạc lỗi anh chị nghiêm chỉnh hết nha đó thì cái bộ mẹ con được kem này thì em đã thương lượng với anh chủ nhà rồi anh báo giá của em là 30 triệu 500 ngàn nha chị 30 triệu 500 ngàn cho cái bộ mẹ con được kem đầu tiên này ha vừa có bò mẹ sinh sản luôn nha chị mà vừa có bò con để mình sau này mình nuôi làm nuôi bộ béo luôn nha chị cái con mà được kem này thì nó là dòng bò kem F1 nha chị sau này chị nuôi lớn lên á thì nó rất là lớn tàn nha chị đây là dòng bò kem F1 chứ không phải dòng hai nha chị dòng hai thì thường thì nó sẽ nhỏ con nha chứ dòng một thì nuôi rất là lớn xương nhau chỗ gì to con tàn lắm nhau chỗ gì 30 triệu 500 ngàn là giá này là giá chốt nhau chỗ gì thì cô chú chị mình cần xa mở nhà mình có theo dõi được của đeo này của em và mình muốn mua cái bộ mẹ con được kem này mình đem về nuôi sinh sản và có béo kèm theo để phát triển kinh tế dình của mình thì anh chị cứ nhanh tay nhấc máy gọi trực tiếp ngay xuống hội cho em để mình chốt ngay cái bộ mẹ con được đầu tiên này nha anh chị 30 triệu 500 ngàn nha cô chú anh chị đó rồi để không mất thời gian nhiều của anh chị mình cần xa ha em xin phép anh chị mình em sẽ quay máy về cái cặp bò cái chữa nha em sẽ qua quay về cái con bò cái chữa bom bay đầu tiên nha anh chị con bò cái chữa bom bay đầu tiên này thì em kiểm tra thì sáng mặt nó nghiêm chỉnh luôn nha cô chú anh chị đó xéo lưng cũng nghiêm chỉnh ha dài đòn mong đích thì to nha anh chị cái đuôi lớn nha hoa đang thu nha anh chị hoa to luôn còn dưới đây nói rằng đúng nha anh chị bò này rúng dày ha rúng chèn luôn nha anh chị bốn dấu điều đàng hoàng ha còn dưới đây nói dần chân trước sau nha anh chị chân móng trước sau nó thì quan sát kiểm tra thì hoàn thiện ha móng sò gọn gàng trước sau đuôi một dài một nồi nhau luôn chị con bò này thì nó là đúng bài mẫu mô mai đẹp bò nha chị. Bò này thì em đo ngay sát lưng thì nó cao là 1m23 ha. Lông da nó thì lông da mức mượt nha chị, lông da sát mỏng ha. Đó liền bơn học có lan giá anh chị yếm mỏng nha. Con bò này thì mới đẻ hai con và nó đang chữa lại là lứa thứ ba nhau chú chị. Hiện tại luôn nha chị thì nó đang chữa là bò bê được 5 tháng nha. Và con bò cái chữa này em bán về cho anh chị mình cần xa thì em bao chữa nè, bao khám và bao lòi tứ đẻ đàng hoàng cho anh chị mình ha. Luôn có giấy tờ cam kết đi theo con bò của em nhau cho gì hoàn toàn nghiêm chỉnh nha, bao tứ đẻ nha anh chị. Em bao chữa cho anh chị là bò ba bê nha. Thì ngày hôm nay thì em có lên sóng và đang bán cho chị mình chính là một cặp bò cái chữa đúng bài mẫu bông mai đẹp bò viết bò nha Thì cô chú chị mình mà đang muốn sở hữu một cái cặp bò cái chữa mà mẫu bông mai mà đang chữa là bò V nữa thì ngày hôm nay em có lên một cái đôi bò này Nếu như mà cô chú chị mình mà có theo dõi được á mà mình muốn mua cái cặp bò này mình đem về nuôi sinh sản lâu dài tiện gì cứ nhắc máy rồi trực tiếp ngay cho em nhau chỗ gì và để không mất thời gian nhiều của anh chị mình cần xa ha. Em xin phép là sẽ quay máy qua con bò cái số 2 cho anh chị mình coi ha. Đúng mẫu Bombay luôn nha chị. Con bò cái Bombay số 2 để em kiểm tra thì sáng mặt nó nằm trên đỉnh đầu nha chị. Đó, gu to y như bò đực luôn nha. Đó, sáng lưng nghiêm chỉnh nha chị. Mông đít bò này thì to ha, cái đuôi lớn ngoa đen, rúng thì rúng chèn bốn dấu đều nha chị. Chân móng nó trước sau phải nói là chân to, móng sò gọn gàng trước sau nha chị. Yếm bò này cũng mỏng nha. Chiều cao thì con bò cái bom bay số 2 niệm đo ngay sẽ lưng á, thì nó cao là 1m24 bò nhau chỗ gì. Bò này thì lông dai sát nhanh anh chị đỏ mặt ha, không có lan giá nhau chỗ gì. Cái cặp bò này là không bao giờ lan giá nha, nghiêm chỉnh toàn bộ hết, không tặc lỗi nhau chỗ gì. Con bò cái Bombay bay số 2 này thì cũng mới đẻ hai con và đang chữa lại là bò ba bê được 5 tháng rưỡi nha quý chú anh chị. Đó và con bò này em bán về cho chị mình gần xa thì cũng bao tới đẻ cho chị mới thôi nha. Tức là em bao chữa, bao khám và bao lồi tứa đẻ đàng quen. Luôn có giấy tờ cam kết đi theo con bò của em nhau chú anh chị. Và em báo giá nhanh cho chị mình luôn ha. Là cái cặp bò cái chữa Bombay bay đang chữa là bò bê một con 5 tháng, một con 5 tháng rưỡi này. Em bán cho chị mình với mức giá là 51 triệu 500 ngàn nha chị. 51 triệu 500 ngàn cho cái cặp bò cái chữa này nha đó thì cô chú anh chị cần xa và cảm thấy ưng ý cái đôi bò cái chữa này và mình muốn chốt nhanh cái cặp bò này mình đem đi nuôi sinh sản về nhà của mình về đội của mình thì chị cứ nhấc máy nhanh tay gọi ngay cho em nha 51 triệu 500 ngàn cho cái cặp bò cái chữa nha anh chị đang chữa là bò ba bê hết nhau chốn gì 51 triệu 500 ngàn nha và thôi cái video này buổi trưa ngày hôm nay em cũng xin kết thúc và tạm dừng ở chương trình của em tại đây ha Cô giống như mình cảm thấy ưng ý cái cặp bò nào qua kênh kem, cứ nhắc máy gọi ra cho em nha.